Wembley chỉ với hai âm tiết, nhưng sân vận động quốc gia Anh đích thực là một kho tàng đầy xúc cảm. Đó là một cái tên xây dựng nên hàng ngàn tên tuổi lẫy lừng của nền bóng đá. Có rất nhiều sân vận động biểu tượng xuyên suốt lịch sử của môn thể thao vua, nhưng rất ít trong số đó nhận được nhiều sự kính trọng và ngưỡng mộ như Wembley. Trải qua nhiều thập kỷ, nó không chỉ đơn thuần là một sân bóng đá. Wembley là nơi mà mọi cầu thủ đều muốn chứng tỏ bản thân mình. Trong cuộc đời cầu thủ, tôi không có nhiều điều hối tiếc, nhưng tôi ước một lần được chơi bóng tại Wembley, một trận giao hữu thôi cũng được. Vua bóng đá Pele trả lời sau khi được hỏi về sân đấu hào nhoáng nhất xứ sở sương mù. Huyền thoại người Brazil đã giành 3 chức vô địch thế giới tại Stockholm, Santiago và Mexico City. Ông cũng đã chơi bóng ở những sân vận động đầy ắp khán giả trên khắp nơi thế giới, nhưng việc không có cơ hội đến với vùng Tây Bắc London được chạy trên thảm cỏ Wembley huyền thoại đã khiến Pele phải dây dứt cả đời. Đại gia đình Alonso thì không phải hối tiếc như Pele. Marcos Alonso Imaz, Marcos Alonso Peña và Marcos Alonso Mendoza có tổng cộng 27 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, một con số khá khiêm tốn. Nhưng mỗi người trong số họ đều đã có một lần được ra sân trong màu áo của La Roja và thi đấu tại sân vận động Wembley huyền thoại. Marcos Alonso Imaz là người đầu tiên. Ông nội của hậu vệ cánh đang thi đấu cho Chelsea, là thành viên trong đội hình Real Madrid, đã vô địch cúp C1 châu Âu lần đầu tiên vào năm 1956, mở đầu cho chuỗi 5 năm bảo vệ thành công danh hiệu từ năm 1956 đến năm 1960. Ông thậm chí còn ghi bàn trong chiến dịch đầu tiên vào năm 1956 tại Stade Rennais. Tuy nhiên, thành tích ấn tượng đó không được cụ thể hóa bằng việc được gọi tên vào đội tuyển quốc gia. Được biết đến nhiều hơn cái tên Marquitos, ông chỉ có 2 lần ra sân trong màu áo tuyển Tây Ban Nha. Nhưng thật thú vị khi lần ăn cơm tuyển đầu tiên của ông đến trước khi Real Madrid vô địch châu Âu. Và lần thứ hai là sau khi đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha giành chức vô địch lần thứ 5 liên tiếp. Ngày 17 tháng 3 năm 1955, ông nội của Marcos Alonso chơi trong trận thua 1-2 của Tây Ban Nha trước Pháp ngay trước các cổ động viên nhà tại sân vận động Santiago Bernabeu. Sau đó vào ngày 26 tháng 10 năm 1960, ông cũng là một phần của đội bóng trong trận thua 2-4 tại Wembley. Được miêu tả là một hậu vệ thi đấu đầy nhiệt huyết và dũng cảm, ông là một trong cầu thủ đáng tin cậy nhất trong thế hệ của mình. Tôi sẽ giành lại quả bóng bằng mọi sức có thể và khả năng đọc tình huống của mình, ông trả lời khi được hỏi về phong cách chơi bóng của mình trong một bài phỏng vấn với El Mundo. Thật kỳ lạ, ông chỉ thi đấu đúng 2 lần cho đội tuyển Tây Ban Nha, và cũng thật đáng tiếc khi ông không thể trải qua cảm giác chiến thắng trong cả 2 lần khoác trên mình màu áo đỏ truyền thống. Đối với Marquitos, sự nghiệp của ông được nhớ đến nhiều hơn trong màu áo trắng của câu lạc bộ. Bên cạnh việc ra sân 223 trận đấu chính thức cho Real Madrid trong hơn 9 mùa giải, ông cũng từng chơi bóng cho đội bóng quê hương Racing Santander. Một vài cuộc phiêu lưu ngắn ngủi đến những đội bóng như Hercules, Murcia, Calvo Sotelo và Toluca trước khi ông giã từ sự nghiệp quân đội áo số. Ông mở một cửa hàng bán giày bóng đá ở Madrid và Santander sau khi giải nghệ để có thể nuôi gia đình. Marcos Alonso Peña là người thứ hai của dòng họ Alonso. Ông cũng là thành viên có số lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất trong số cả 3 người với 22 lần. Con trai của Marquitos nối nghiệp người cha, chơi cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và cũng có lần xuất hiện ở Wembley. Nhưng ông đã không chọn con đường sau khi giải nghệ của người cha mà đã có cho mình một lối đi riêng. Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Marcos Alonso Peña là một cầu thủ chạy cánh và đôi khi ông thi đấu như một tiền đạo. Ông không những sở hữu kỹ thuật mà còn tốc độ hơn người cha của mình. Thậm chí, ông còn chọn khoác áo ba đội bóng lớn nhất của Tây Ban Nha là Real Madrid, Atletico Madrid và Barcelona. Marcos Alonso Peña bắt đầu sự nghiệp của ông tại Học viện Đào tạo trẻ của Real Madrid, nơi mà cha ông là một người hùng, để rồi rời đi và có màn ra mắt đấu trường chuyên nghiệp trong màu áo Racing Santander cuối những năm 70. Năm 1979, Atletico Madrid tiếp cận Peña. Nếu như con muốn đến Atletico thì cứ đi, ta ổn với việc đó, cha ông Marcos Alonso Imaz nói. Và thế là ông chuyển đến Vicente Calderon khi chỉ mới 20 tuổi. Sau 3 mùa giải trong màu áo sọc đỏ trắng, Marcos Alonso Peña gia nhập một đại kinh địch khác của Real Madrid với mức phí chuyển nhượng 150 triệu pesetas. Thương vụ chuyển đến Barcelona giúp ông trở thành cầu thủ đắt giá nhất Tây Ban Nha thời điểm đó, và ông cũng đã thể hiện đúng với số tiền mà câu lạc bộ bỏ ra khi liên tục có những màn trình diễn ổn định cho đội bóng xứ Catalonia. Ông ghi được 34 bàn thắng trong 5 mùa giải chơi ở đây, giúp Barca giành được một danh hiệu vô địch quốc gia, một cúp nhà vua, 2 cúp liên đoàn Tây Ban Nha và một siêu cúp Tây Ban Nha. Trong trận chung kết cúp nhà vua năm 1983, ông thậm chí còn ghi bàn thắng quyết định giúp đội chủ nhà có được chiến thắng 2-1 trước chính Real Madrid. Ông trở lại thi đấu cho Atletico Madrid thêm 2 mùa trước khi trải qua một mùa giải tại Logroñés, và cuối cùng Peña trở về câu lạc bộ quê hương Racing Santander để giúp họ thăng hạng từ giải hạng 3 lên hạng 2. Ông đã có một sự nghiệp rất đáng nhớ trong màu áo câu lạc bộ, nhưng khoảng thời gian thi đấu cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha cũng không hề kém cạnh.
Với tư cách là con trai của cựu tuyển thủ quốc gia và là một trong những cái tên sáng giá nhất ở các cấp độ trẻ, hy vọng của người hâm mộ đặt vào Marcos Alonso Peña là rất lớn. Góp mặt trong đội hình tuyển trẻ Tây Ban Nha, tham dự vòng chung kết FIFA World Youth, tiền thân của vòng chung kết U20 World Cup năm 1979 và Olympic 1980, ông đã được nếm trải hương vị đầu tiên của việc thi đấu quốc tế. Màn ra mắt La Roja của ông là tại sân vận động Wembley. Mới 21 tuổi, ngôi sao của Atletico Madrid đã tiếp bước người cha, chơi trọn vẹn 90 phút vào ngày 25 tháng 3 năm 1981. Đó là trận đấu mà Tây Ban Nha có được chiến thắng 2-1 ngay trên sân của đội tuyển Anh. Đó cũng là chiến thắng đầu tiên của họ trước tam sư trên đất Anh và là một cơn địa chấn thật sự với đội tuyển thuộc bán đảo Iberia. Một đội tuyển trên lý thuyết là yếu hơn rất nhiều so với Anh nhưng đã giành được chiến thắng ngay trên sân nhà của họ. Không nghi ngờ gì nữa, trận đấu đó sẽ luôn được nhớ đến bởi những người hâm mộ. Nó giống như chiến thắng của Đức trước Anh vào năm 1929 hay năm 1950. Nhà báo Julian Garcia Candor viết trên tờ El País vào sáng ngày hôm sau. Garcia Candor tiếp tục dành những lời khen ngợi chăm chỉ cho sự tập luyện của cầu thủ trẻ Marcos Alonso Peña mỗi lần ra mắt đội tuyển, cũng như là đối tác trên hàng công của Jesús María Satrústegui. Marcos và Satrústegui chơi cao nhất và đã có những thời điểm họ lạc lõng trên sân, nhưng họ đã tỏ ra kiên nhẫn khi cần và luôn có mặt ở những vị trí tối ưu nhất khi đội phản công. Nhà báo này giải thích thêm. 21 lần ra sân tiếp theo trong mùa áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha trải dài trong 4 năm, trong đó có cả lần được dự Euro 1984. Đó quả thực là một sự nghiệp thi đấu đáng nể của ông trước khi chuyển sang làm huấn luyện viên. Ông dẫn dắt một loạt những câu lạc bộ tên tuổi tại Tây Ban Nha như Rayo Vallecano, Racing Santander, Sevilla, Atletico Madrid, Real Zaragoza, Real Valladolid, Malaga và Granada. Marcos Alonso Mendoza là người thứ ba trong gia đình. Không giống với ông nội và cha mình, cầu thủ của Chelsea đại diện cho Tây Ban Nha thi đấu tại sân Wembley mới được mở cửa chính thức vào năm 2007. Đó là trận mở màn UEFA Nations League mùa giải 2018-2019 và cũng là màn ra mắt đội tuyển quốc gia trong một trận đấu chính thức cùng Marcos Alonso. Hậu vệ của Chelsea đã chơi 11 phút trong trận đấu giao hữu giữa La Roja và Argentina vào tháng 3 năm 2018 sau nhiều năm chờ đợi cơ hội. Và chỉ sau khi Luis Enrique lên nắm quyền, ông mới cân nhắc những sự lựa chọn khác cho vị trí hậu vệ trái bên cạnh Jordi Alba. Giống với cha của mình, Marcos Alonso cũng ở phía đội tuyển giành chiến thắng tại Wembley khi Tây Ban Nha cũng đánh bại Anh với tỷ số 2-1. Đó mới chỉ là trận thắng thứ hai của Tây Ban Nha trước tam sư tại Wembley và cũng là lần thứ hai một nhân vật trong gia đình Marcos Alonso làm được điều đó. Trận đấu đó diễn ra vào tháng 9 năm 2018, có thể là lần đầu tiên Marcos Alonso được chơi bóng tại Wembley trong mùa áo đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng đó không phải là lần xuất hiện đầu tiên của anh tại sân vận động danh tiếng này. Trên thực tế, ở thời điểm đó, Wembley đã trở thành một nỗi ám ảnh thường trực của hậu vệ này. Rời khỏi học viện của Real Madrid vào năm 19 tuổi để gia nhập Bolton, Marcos Alonso đã dành hầu hết sự nghiệp thi đấu của mình để chơi bóng bên ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha. Anh có màn ra mắt đội một Real Madrid đúng 2 phút trong chuyến làm khách trước đội bóng quê hương Racing Santander trước khi chuyển đến phía Bắc nước Anh vào năm 2010. Mùa giải đầu tiên tại Bolton, Alonso đã góp công lớn trong hành trình vào đến trận bán kết FA Cup của The Trotters, nhưng lại bị gạch tên khỏi đội hình chính thức bởi Owen Coyle trong trận đấu quan trọng. Từ băng ghế dự bị, Marcos Alonso nhìn những đồng đội của mình bị đánh bại với tỷ số 5-0 bởi Stoke City. Anh chuyển đến Fiorentina vào năm 2013, nhưng được cho mượn tại Sunderland trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2013-2014. Anh cuối cùng cũng có cơ hội được ra sân tại Wembley khi Sunderland lọt vào trận chung kết League Cup. Đó quả thực là một ngày tồi tệ, nhưng bóng đá luôn cho bạn một cơ hội. Wembley là một trong những thiên đàng hàng đầu của bóng đá thế giới. Marcos Alonso tận hưởng lại trận bán kết FA Cup năm 2011. Thật đáng tiếc cho Marcos Alonso và các cổ động viên của Sunderland đến sân Wembley để ủng hộ đội bóng khi họ để thua trong trận chung kết League Cup trước Man City với tỷ số 1-3. Anh quay trở lại Fiorentina vào mùa hè 2014 trước khi ký hợp đồng với Chelsea vào năm 2016. Tại thủ đô nước Anh, Marcos Alonso cuối cùng cũng được trải qua niềm vui tại Wembley. Đó là mùa giải 2016-2017, anh giành chiến thắng đầu tiên tại Wembley khi Chelsea đánh bại đội bóng cùng thành phố Tottenham Hotspur 4-2 trong trận bán kết FA Cup. Mặc dù vậy, thất bại 1-2 trước Arsenal trong trận chung kết và thất bại trong loạt sút penalty tranh siêu cúp Anh cũng trước chính Arsenal đồng nghĩa với việc anh phải chờ để có được danh hiệu đầu tiên tại sân đấu huyền thoại này. Trận chung kết FA Cup năm 2018, Chelsea có được chiến thắng sát nút trước Manchester United và Marcos Alonso cuối cùng cũng có được một danh hiệu tại Wembley. Nhưng trước đó, Alonso đã là ngôi sao sáng nhất tại Wembley khi anh lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 của Chelsea trước Tottenham tại Premier League vào tháng 8 năm 2017. Mặc dù không thể giành chiến thắng trong trận tranh siêu cúp Anh sau khi vô địch FA Cup, việc được gọi lên đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và đánh bại tam sư ngay tại Wembley đã giúp mùa thu năm 2018 của người con thế hệ thứ ba trong gia đình Marcos Alonso trở nên trọn vẹn hơn, tại nơi mà gia đình của anh đã có một di sản độc nhất vô nhị.
để một gia đình có đến 3 thế hệ thi đấu cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha đã là một điều phi thường. Ấy vậy mà 3 thế hệ cầu thủ trong nhà Marcos Alonso còn làm được điều đó tại sân vận động Wembley. Quả thực là một thành tích hiếm có và khó bao giờ có một gia đình khác lặp lại được. Tổng cộng, gia đình nhà Marcos Alonso có 27 lần chơi cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, nhưng con số này hoàn toàn có thể được gia tăng nếu như người trẻ nhất trong số họ vẫn còn tiếp tục thi đấu, hoặc anh truyền lại niềm đam mê này cho con trai mình. Một Marcos Alonso nữa sẽ ra đời và di sản của gia đình Marcos Alonso ở La Roja sẽ không dừng lại.